Vâng, em xin kính chào quý cô bác anh chị em nhà vườn Cát Tường. Hôm nay cho con nên giới thiệu một cái lô táo rất là mới, đây là táo Kim Đại Mật nhé mọi người. Cái dòng táo này thì như mọi người đã biết, có những người chưa biết là cái táo này quả trái rất là to này và cực kỳ dễ trồng và dễ phát triển ở Việt Nam nhé. Và nhiều nơi đã trồng rất là thành công cái giống táo này rồi. Giống táo này thì cái lá của nó là trên mặt lá nó răn nhé, răn lá, và cái cây bên con đang là cây ghép mầm nhé, cây ghép và đang mầm rất là dài, rất là ổn định rồi. Bầu thì đất, cây bầu rễ thì rất là khỏe mạnh, cây rất là tơ, là khỏe, nên mọi người khi nhận hàng, kiểm hàng trước khi thanh toán giúp con. Cái cây Kim Đại Mật này thì quả của nó rất là to và rất là ngon. Mỗi một quả nó lên nặng từ 150 đến 200 gram một quả nhá. Nó đang là cái dòng táo ngon nhất và to nhất hiện nay trên thị trường. Và bác nào mà chưa có cái giống táo này và đang tìm mua thì liên hệ luôn cho nhà vườn con theo số điện thoại là 0375227484. Nhà vườn Cát Tường hiện nay nhà con đang có số lượng khoảng 1.000 cây giống nhá. Bác nào muốn mua thì liên hệ luôn cho con với ạ. Cây này bên vườn con đang bán là 70.000 một cây nhá. 70.000 một cây, bên con gửi từ 2 cây. Bác nào mua từ 3 cây trở lên thì bên con miễn ship toàn quốc cho các bác nhé. Rất mong mọi người ủng hộ cho nhà vườn ạ.